Tương truyền vào thời xa xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời, hùng chiếu xuống mặt đất nóng đến bốc khói, biển hồ khô cạn, người dân gần như không thể sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một anh hùng tên là Hậu Nghệ. Anh trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực Dương Nỏ Thần bắn dụng 9 ông mặt trời. Hậu Nghệ đã lập lên thần công thay thế, nhận được sự tôn kính, yêu mến của mọi người. Rất nhiều chiến sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo, trong đó Bồng Mông, một kẻ tâm thuận bất chính. Không lâu sau, Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp, tốt bụng tên là Hằng Nga. Mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này. Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn. Trên đường đi, tình cờ gặp được Vương Mẫu Lương Lương đi ngang qua. Bèn xin Vương Mẫu thuốc uống trường sinh bất tử. Nghe nói uống thuốc này vào sẽ lập tức bay lên trời thành tiên. Nhưng Hậu Nghệ không nỡ rời xa vợ hiền, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình, không ngờ lại bị một học trò tên Bồng Mông nhìn thấy. 3 ngày sau, Hậu Nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn. Bồng Mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh, xin ở lại. Đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu, Bồng Mông tay cầm bảo kiếm, đột nhập vào hậu viện. Ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử trong lúc nguy cấp, Hằng Nga đã vội vàng mở hộp gương lược, lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ, rời khỏi mặt đất, hướng cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ thuốc chồng nên chỉ bay đến mặt trăng là nơi gần với nhân gian nhất rồi trở thành tiên. Tối hôm đó, khi Hậu Nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện xảy ra lúc sáng. Trong lúc đau khổ, Hậu Nghệ đã ngược cổ lên trời đêm và gọi tên vợ. Khi đó, anh nhà kinh ngạc phát hiện ra trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời mà còn có thêm một bóng người trông giống Hằng Nga. Hậu Nghệ vội sai người đến hoa viên, nơi Hằng Nga yêu thích, lập bàn hương án, đặt lên đó những món ăn và trái cây bình thường nàng vẫn thích ăn, và để tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình. Sau khi mọi người nghe Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều lần lượt bày hương án dưới trăng cầu xin Hằng Nga tốt bụng, ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục bái nguyệt và tiết trung thu được truyền đi trong nhân gian.